Hello, xin chào mọi người. Chắc chắn là mọi người không còn quá xa lạ đối với những sản phẩm nhà Innisfree rồi đúng không ạ? Đấy, từ những cái sản phẩm skin care, dưỡng da các thứ là các bạn thấy là dòng Innisfree rất là nhiều và rất là ưa chuộng rồi. Và hôm nay thì các bạn thấy là mình sẽ không bỏ qua cái sản phẩm, dòng sản phẩm chống nắng của nhà Innisfree đâu ạ. Và đây là hai cái dòng sản phẩm này thì các bạn thấy là khách hàng sử dụng rất là nhiều. Đó chính là dòng Long Lasting và dòng Triple đó của các bạn sẽ thấy là đối với dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy bên ngoài nếu mà nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy là những cái vỏ hộp hơi ná ná giống nhau đúng không ạ, nhưng mà bên trong thì các bạn sẽ thấy là một cái loại nắp trắng và một loại nắp vàng. Đấy, nó là màu vàng nhưng mà loại nắp trắng và loại nắp vàng đó khác nhau. Thì hai cái dòng sản phẩm này thì giữa hai dòng sản phẩm này thì chúng ta nên chọn lựa chọn loại nào thì ngay bây giờ mình sẽ review cho mọi người luôn. Đấy, cái dòng Innisfree thứ nhất là đối với các bạn thấy là sử dụng rất là nhiều và hàng nhái cũng rất là nhiều nữa, nên là tốt nhất là các bạn mua những đại lý chính hãng thì bạn sẽ thấy là yên tâm về, thứ nhất là yên tâm về giá thành và cái thứ hai nữa là yên tâm về chất lượng hoàn toàn. Đó, và bên mình đã cung cấp cái dòng sản phẩm Innisfree này hơn 3 năm nay rồi. Các bạn biết chắc chắn là chúng ta sẽ được hàng chuẩn nha mọi người. Đấy, và cái dòng đối với cái dòng Long Lasting này thì bạn thấy là đối hai với dòng hai dòng này thì nó các bạn đều chỉ số chống nắng là SPF là 50 và PA sẽ là 4 cộng và chống nắng rất là tốt. Đây là cái dòng chống nắng mà vật lý lai hóa học nha mọi người. Đấy. Thích hợp với cái dòng da, các bạn thấy là da thì chúng ta thấy là da thường, da hỗn hợp chúng ta đều có thể sử dụng được cái dòng Innisfree. Tuy nhiên thì đối với cái dòng Long Lasting này thì các bạn thấy là nó sẽ giúp kéo dài thời gian bảo vệ da, nhất là khi mà chúng ta đi ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hay là khi chúng ta vận động các thứ ở dưới nước, các bạn thấy là nó sẽ là cái dòng sản phẩm mà chống trôi, nên là chúng ta thấy là đi nước đi biển sẽ rất là phù hợp với những bạn mà hay đi ở ngoài trời hay là những bạn đổ mồ hôi hay là dầu nhiều thì bạn sử dụng cái loại Long Lasting này, nó sẽ giúp cho chúng ta là bảo vệ da suốt cả ngày luôn mà không có bị trôi nha mọi người. Đó, loại này thì các bạn sẽ thấy là giúp cho chúng ta là chống tiêu UV, chống thấm mồ hôi, mỏng nhẹ và không biết dính. Đấy. Đây ạ. Đối với cái dòng này thì các bạn sẽ thấy là chất kem của nó sẽ là màu sữa nha mọi người. Màu sữa và khi bôi lên da thì nó sẽ tạo một lớp mỏng nhẹ đó, mỏng nhẹ và đi ra ngoài chắc chắn là nó sẽ làm dịu da và không biết dính cho da rồi, đúng không ạ? Đây là cái dòng Long Lasting. Còn đối với cái dòng Triple thì các bạn sẽ thấy là cái chất kem của nó thì các bạn sẽ thấy là chất kem của cái dòng Triple này thì nó sẽ là màu hồng. Đấy, chất kem. Nếu mà khi mà các bạn cho ra tay thì các bạn sẽ thấy là cái chất kem của nó màu hồng nhá. Đấy, màu hồng. Đây ạ, chất kem của nó màu hồng. Và khi bôi lên da thì các bạn sẽ thấy là da của chúng ta nó sẽ bật tông rõ hơn. Đấy, so với cái sản phẩm Long Lasting. Đấy, vào dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là dưỡng da và giúp cho chúng ta thế là trắng da hơn. Đấy, và nó cũng có tác dụng là chống trôi các thứ, nhưng mà nó sẽ không bằng cái dòng Long Lasting và nó cũng sẽ thiên nhiều về dưỡng da hơn. Nếu mà bạn nào muốn thiên nhiều về dưỡng da đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng Triple này thì nó sẽ giúp cho da da bật tông và dưỡng da tốt hơn nha mọi người. Đấy. Đây mình sẽ nó cũng là dạng là cũng là giống cái dòng Long Lasting thì nó cũng là dạng chống nắng vật lý lai hóa học thôi. Đó nên là các bạn thấy là sử dụng rất là ok rồi. Chúng ta đều có thể sử dụng được hai loại này, tức là loại kem chống nắng đều là hàng ngày nha mọi người. Đấy, rất là chống nắng dựa, nói chung là da dầu, da hỗn hợp thiên dầu thì các bạn đều có thể sử dụng được hai cái dòng sản phẩm này. Đấy. Dòng Long Lasting thì nó chiết xuất là chủ yếu là dầu hoa hướng dương và trà xanh ở đảo Jeju. Đấy, rồi chiết xuất từ rau má, đấy, chiết xuất từ hạt blue web và hạt xoan leo, chiết xuất từ beta glucan. Đấy, giúp cho chúng ta là cung cấp lượng nước và bảo vệ da. Đấy, nếp nhăn mẩn đỏ, kích ứng da, làm dịu da. Đấy, chăm sóc làn da nó rất là ok luôn. Nói chung là hai cái dòng Innisfree này thì mình thấy là rất là ok, khách hàng sử dụng cực kỳ là tốt đấy ạ. Dòng Long Lasting này là một trong những cái loại mà dòng mà khách hàng sử dụng rất là nhiều này. Đó.
triple thì nó là chức năng, đó là dưỡng dưỡng trắng, dưỡng ẩm và bảo vệ da. Thì nếu mà bạn nào mà muốn dưỡng trắng, dưỡng ẩm thì các bạn nên sử dụng cái dòng triple này. Đó, triple này thì nó chiết xuất từ nghệ này, nó làm giảm quá trình lão hóa da, giúp cho da bỏ tàn nhang, ngừa các nếp nhăn, giúp cho da hồng hào và trắng sáng. Niacinamide thì nó chất chống oxy hóa và kháng viêm, tiêu biểu làm tăng khả năng miễn dịch ở da, tạo lớp màng bảo vệ trên da. Chất xuất từ dầu hạt hướng dương và lá trà xanh, giúp phục hồi độ đàn hồi cho da, cung cấp độ ẩm cho da, kháng khuẩn, thải độc tố, chống oxy hóa và bảo vệ da các tác nhân môi trường. Nó hàng ngày chúng ta nên sử dụng kem chống nắng nha mọi người. Đó, thì đấy là hai cái dòng sản phẩm Innisfree mà hiện nay thì mình đang bán rất là chạy, đó là dòng Innisfree Triple và Innisfree Long Lasting. Đó các bạn thấy là nếu mà mình muốn sử dụng loại nào thì hay là cần tư vấn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 38298, mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.